Mọi người có thích Noel không? Năm nay thì nhà mình đã trang trí cây thông Noel từ sớm, cũng nôn nao lắm nên rủ nhau làm mấy món ăn chơi đón Noel cho có không khí. Chả giò, gà viên sốt cay, thêm dĩa đậu đỗ chả hoa, coi bộ cũng hấp dẫn nè. Chả giò thì quấn hơi lâu chứ nguyên liệu dễ lắm. Mình hay lấy rau củ nhiều để ăn cho giòn xốp. Củ sắn mọi người nhớ vắt nước cho thiệt ráo nha. Chiên thử trước để coi vừa ăn chưa rồi mình nêm nếm thêm. Mình hay quấn 1,5 cái bánh bí đậu xanh nè. Vậy mình thấy giòn mà chiên không bị bể nữa. Mình quấn vừa đủ ăn thôi chứ không có quấn hết. Đậu đỗ mình chần qua nước sôi rồi cuộn lại thành bông, cho cá thác lát vào giữa, thêm hạt bắp nhỏ nhỏ, mình ép chặt lại là được. Phần sốt cay của gà viên thì mình có để tỷ lệ ở đây nè. Cái chính là phải cần đến tương cà, tương ớt nè. Nhà mình ăn tương ớt hao lắm, nên lần nào cũng mua chai 1 ký. Này mình lấy tới 7 muỗng tương ớt Chinsu lận nha. Ức gà mình rửa sạch rồi thấm khô. Để chiên thì mình cần bột ướt với bột khô. Bột ướt mình pha 2 phần bột chiên giòn với 1 phần bột bắp, thêm 1 cái trứng gà rồi pha với nước, tạo thành hỗn hợp hơi sệt sệt là được. Khi chiên thì mình lăn gà qua bột chiên giòn khô rồi qua bột ướt. Cuối cùng là kết thúc ở lớp bột khô nha. Chiên dầu thiệt nóng thì bột phải xù lên. Này thì gà giòn lâu mà bên trong vẫn mềm. Vì thơm một ít tỏi rồi mình cho sốt cay vào làm nóng lên. Cho gà chiên vào, đảo cho thấm sốt là xong. Màu đẹp mà thơm lắm luôn á. Bếp bên này mình tranh thủ chiên mấy cuốn chả giò với đậu đũa luôn. Giờ dọn ra thôi. Mấy món chiên thì không thể thiếu tương ớt rồi. Cay cay, the the ăn mới ngon. Thêm tương cà mình chấm chung nữa. Mấy món này dễ làm mà dễ ăn. Chả giò thì giòn xốp nè. Cá thác lát dai tươi, ăn chung đậu đũa không bị ngán. Gà viên thấm sốt giòn giòn, cay cay, ăn cuốn lắm. Mình ăn chung với cơm cũng ngon. Hôm nào mọi người làm ăn thử nha.